Chào bạn, tôi là Trang KTT. Chào mừng bạn đến với hành trình thu hút may mắn, biến ước mơ trúng số thành hiện thực. Hãy tưởng tượng bạn có thể làm gì với 20 tỷ đồng. Đầu tư cho tương lai, giúp đỡ những người thân yêu hay đi du lịch ở khắp mọi nơi. Tất cả đều nằm trong tầm tay của bạn. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để bạn bắt đầu hành trình thu hút vận may trúng số độc đắc. Phương pháp thôi miên tiềm thức sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra cánh cửa của thành công. Thôi miên tiềm thức giúp bạn kiểm soát tâm trí một cách tối ưu, tạo điều kiện tốt nhất để bạn có thể nhanh chóng kết nối với vũ trụ và đưa ra những yêu cầu bạn mong muốn. Vũ trụ sẽ giúp bạn hấp dẫn những điều bạn mong muốn đến với bạn thông qua năng lượng tốt đẹp mà tôi gửi đến bạn mỗi ngày. Hãy luôn lắng nghe thôi miên tiềm thức thường xuyên, ít nhất 2 lần mỗi ngày và duy trì đều đặn hàng ngày. Điều này sẽ kích thích tâm trí của bạn hoạt động mạnh mẽ hơn, nâng cao tần số rung động và giúp bạn nhận về những phản hồi tích cực từ vũ trụ. Hãy cùng tôi khám phá thế giới huyền bí của tiềm thức và vũ trụ, nơi những điều ước mơ trở thành hiện thực. Bây giờ, bạn hãy tập trung để thu hút năng lượng trúng số. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ. Hình dung bạn đang cầm trên tay tấm vé số trúng thưởng 20 tỷ đồng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi bạn nhìn thấy những con số may mắn. Cảm nhận niềm vui sướng hân hoan lan tỏa khắp cơ thể. Lặp lại trong tâm trí: tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thôi miên tiềm thức để thu hút tấm vé số trị giá 20 tỷ đồng. Bạn hãy nghĩ đến con số 20 tỷ và lặp lại trong tâm trí cùng tôi nhé. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn.
tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong
trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài.
tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành.
tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi.
Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc.
tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi
ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng.
vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số.
20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng.
tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi
và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi.
sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn
và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc. Tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Tôi trúng số vì tôi luôn lạc quan và tích cực. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào tiềm thức của chính mình. Tôi trúng số vì tôi luôn tin vào vũ trụ. Tôi là năng lượng may mắn. Tôi là năng lượng tiền bạc. Tôi là hiện thân của sự giàu có phồn thịnh. Tôi trúng số độc đắc lên đến 20 tỷ đồng. Vận may tràn đến với tôi. Năng lượng tích cực đang chảy vào cuộc đời của tôi. Tôi hướng tới sự giàu có, phú quý và thành công. 20 tỷ đến với tôi ngay bây giờ. 20 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của tôi ngay lúc này. Tôi là người được chọn. Tôi biết ơn vũ trụ vì đã chọn tôi là người sở hữu giải thưởng 20 tỷ đồng. Tiềm thức kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Vũ trụ kết nối tôi với mọi cơ hội trúng số 20 tỷ đồng. Tiềm thức và vũ trụ luôn nhắc nhở tôi về những dấu hiệu may mắn. Với lòng tin vững chắc, tôi thu hút vận may cực lớn, giải độc đắc trị giá 20 tỷ đồng. Tôi chắc chắn trúng số. 20 tỷ đồng đã đến với tôi ngày hôm nay. Tôi có một tư duy tích cực. Tôi thu hút vận may không ngừng. Ánh sáng hy vọng và niềm tin phản chiếu lên tương lai phồn thịnh. Tôi trúng độc đắc và nhận được tiền thưởng 20 tỷ đồng. Tôi là người được chọn. Tôi phát ra năng lượng thu hút trúng số cực mạnh. Tôi là năng lượng giàu có của vũ trụ. Tôi thu hút năng lượng trúng số cực mạnh. Tôi là người may mắn. Tôi là người giàu có. Tôi tin tưởng sự rung động của tôi và 20 tỷ đồng. Tôi tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời nhờ trúng số 20 tỷ đồng. Tôi có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhờ 20 tỷ đồng. Tôi là người tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Tài lộc thuộc về tôi. Sự may mắn thuộc về tôi. Sự sung túc trường tồn thuộc về tôi. Tôi mở ra cánh cửa của tài lộc. Tôi trúng số 20 tỷ đồng. Tôi mở ra cánh cửa phát tài. Tôi nhận về 20 tỷ đồng. Tôi biết ơn và thu hút mọi điều tốt lành để mở đường cho giải độc đắc 20 tỷ đồng về với tôi. Tôi chắc chắn sẽ trúng số. 20 tỷ đồng đang chờ đợi tôi đến lấy. Tôi xứng đáng với những điều tốt lành. Tôi xứng đáng với giải độc đắc.
tôi sẵn lòng chào đón 20 tỷ đồng vào cuộc sống của mình. Tôi luôn tập trung vào mục tiêu trúng số và không ngừng tác động vào tiềm thức. Mỗi con số trên tờ vé số đều mang theo cơ hội cho tôi. Hãy cùng nhau kiên trì và thực hành mỗi ngày để mở ra cánh cửa của sự thịnh vượng và tài lộc. Hãy lặp lại những khẳng định này thường xuyên với niềm tin mãnh liệt và lòng biết ơn sâu sắc để mở ra cánh cửa của sự thịnh vượng và tài lộc. Bạn xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Hãy để vũ trụ biết rằng bạn đã sẵn sàng đón nhận những vận may và cơ hội lớn. Chúc bạn thành công trên hành trình thu hút vận may và biến ước mơ trúng số 20 tỷ đồng thành hiện thực.